Lê Vân xin được mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Bánh Ngon Miền Tây. Quý vị và các bạn thân mến, một tuần nữa lại trôi qua và Lê Vân rất vui vì được tiếp tục giới thiệu đến quý vị một loại bánh của miền Tây nữa. Và quý vị biết không, nói là giới thiệu bánh nhưng mà trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì món ăn lại không được gọi là bánh mà có một tên gọi khá là đặc biệt, đó chính là cơm rượu. Vâng, thưa quý vị, và Lê Vân tin chắc rằng thế hệ trẻ ngày nay vẫn còn rất là nhiều bạn chưa từng được thưởng thức qua món cơm rượu này bao giờ. Bởi vì cơm rượu không còn được làm ra nhiều như ngày xưa nữa. Cái tên thì đã khá đặc biệt rồi, nhưng chính sự cay nồng của men rượu mới làm cho món ăn này càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà chúng ta hãy cùng với chương trình vào bếp để làm ra món ăn này cùng với gia đình thưởng thức ngay bây giờ nhé. Để thực hiện món cơm rượu thì các bạn chỉ cần hai nguyên liệu, đó là gạo nếp và men cơm rượu mà thôi. Các bạn lưu ý, khi mua men cơm rượu, các bạn phải báo trọng lượng gạo nếp mà mình làm để người bán đong số lượng men cho phù hợp nhé. Và việc làm đầu tiên bây giờ chính là đem nếp đã vo sạch đi nấu chín thôi. Nấu trong khoảng 20 phút thì nếp đã chín đều, từng hạt cơm nếp căng bóng và dẻo ngon như thế này đây. Tranh thủ lúc còn nóng, chúng ta hãy cho cơm nếp lên một cái sàn tre và trải đều ra nhé. Bây giờ thì đến những viên men cơm rượu rồi đây. Các bạn hãy đem men cơm rượu đi tán nhuyễn ra thành bột nào. Tiếp tục rắc đều men cơm rượu lên trên mặt của cơm nếp. Đây là khâu rất quan trọng bởi vì sẽ quyết định chất lượng của cơm rượu. Chúng ta phải rắc đều cả hai mặt luôn đó nhé. Các bạn hãy nhìn cô hai trở mặt cơm nếp kia kìa. Ôi, chuyên nghiệp quá đi thôi. Khi đã rắc men xong thì chúng ta hãy tiến hành vo cơm nếp thành từng viên tròn đi nào. Các bạn thấy không, cô hai đã sử dụng một ít nước muối pha loãng thấm vào tay để khi vo từng viên cơm nếp sẽ không bị dính lại. Vậy là cơm nếp cũng đã vo đủ một mẻ rồi. Chúng ta phải chuẩn bị đồ để đem cơm nếp đi ủ cho lên men thành cơm rượu đi nào. Các bạn nhớ phải là dụng cụ có lỗ bên dưới, bởi vì khi lên men cơm rượu sẽ tiết ra rất nhiều nước. Ở đây cô hai sử dụng đó là một lỗ tre có lót lá chuối xung quanh. Các bạn nhìn xem, trước khi cho vào rổ, từng viên cơm nếp sẽ được quấn lại bằng một miếng lá chuối. Đây là cách khi cơm rượu thành phẩm sẽ tròn trĩnh và không bị kết dính vào nhau. Cuối cùng thì đã có một rổ đầy rồi đó. Giờ thì chỉ việc gấp lá chuối lại cho thật kín trên mặt. Các bạn nhớ phải đặt rổ lên một cái thau để hứng lấy nước cơm rượu tiết ra đó nhé. Cuối cùng thì phủ lên một lớp khăn thật dày và để ủ trong 3 đêm thì cơm nếp mới lên men trở thành cơm rượu được. Ôi, đến tận 3 đêm thật sao? Nóng lòng quá đi thôi. Vậy là hơn 60 giờ đồng hồ rồi đó. Cô hai ơi, hãy nhanh tay mở ra xem cơm rượu thế nào rồi. Wow, các bạn nhìn kìa, cơm nếp của bà đêm trước giờ đã lên men trông thật hấp dẫn. Và đây chính là nước cơm rượu đã tiết ra đó nhé. Thơm phức mùi cơm rượu luôn.
Giờ thì các bạn chỉ việc cho cơm rượu ra và nhặt hết phần lá chuối. Ôi, từng viên cơm rượu trắng ngần, trông thật lạ mắt làm sao. Chưa xong đâu nhé, chúng ta phải pha thêm nước đường vào nước cơm rượu nguyên chất để giảm bớt độ nồng và cay của men rượu. Sau đó chan hết nước lên cơm rượu nữa là hoàn tất. Như vậy món cơm rượu đã thành công rồi đó, trông thật ưng ý làm sao. Vào những buổi sáng sớm làm việc vất vả mà được thưởng thức một chén cơm rượu thơm nồng thì còn gì bằng nữa phải không nào? Đây được xem là một món ăn rất tốt cho sức khỏe đó nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thưởng thức từng chén cơm rượu thơm nồng chắc sẽ làm ta say mất thôi. Nhưng không phải say vì rượu, mà là say vì cái nghĩa, cái tình của những người nghệ nhân như cô Hai Nho đây đã ấp ủ bao đêm mong chờ để cho những mẻ cơm rượu được làm ra một cách trọn vẹn. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ còn cùng với những người nghệ nhân làm ra nhiều loại bánh hơn nữa trong những số tiếp theo. Chính vì vậy mà quý vị đừng quên theo dõi chương trình vào lúc 20 giờ 10 phút Chủ nhật hàng tuần quý vị nhé. Còn bây giờ Lê Vân xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.